Đầu tháng 7 năm nay, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68 liên quan đến chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch. Với tổng kinh phí 26.000 tỷ đồng, đây là gói an sinh xã hội thứ hai sau gần 2 năm Việt Nam ứng phó với 4 làn sóng dịch bệnh COVID-19. Gói hỗ trợ đã đến với người dân lúc khó khăn và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện để người lao động và doanh nghiệp thuận tiện hơn khi tiếp cận. Là giám đốc một doanh nghiệp bị ngưng hoạt động nhiều tháng nay, anh Thành rơi vào cảnh khó khăn khi phải gồng gánh chi trả lương ngừng việc cho người lao động. Với sự hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Tân Bình, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, anh đã được vay gần 600 triệu đồng với lãi suất 0% để chi trả lương cho người lao động trong tháng 6 và tháng 7 năm 2021. Với anh, đây như chiếc phao cứu sinh cho doanh nghiệp trong lúc khó khăn này. Doanh nghiệp rất là cảm ơn cái chương trình của Chính phủ thì nghị quyết 68 này hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái giai đoạn mà dịch Covid nó kéo dài rất là khó khăn. Cái chương trình này nó là một cái phao cứu sinh rất là cấp thiết kịp thời phục vụ được cái câu chuyện mà các doanh nghiệp chúng tôi và cộng đồng doanh nghiệp đang là rất là cần để hỗ trợ được kéo qua cái đợt dịch này. Trước ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động. Để kịp thời hỗ trợ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68 về việc hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn không thế chấp, lãi suất 0% trong thời hạn 12 tháng và lãi suất nợ quá hạn sẽ là 12% một năm. Qua đó, giúp nhiều doanh nghiệp giảm bớt được gánh nặng chi trả lương cho người lao động. Chính sách của Ngân hàng Nhà nước về cho vay trả lương cho người lao động thì đó là một cái chính sách hỗ trợ kịp thời và mang tính nhân văn khi mà cùng doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ cho người lao động trong thời gian dịch bệnh. Để được vay gói hỗ trợ này, doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện như vay để chi trả lương ngừng việc cho người lao động. Người lao động phải đang tham gia bảo hiểm xã hội, đã ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên. Doanh nghiệp cũng cần phải có giấy xác nhận hoặc văn bản yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch. Trong tháng 9, tổng số tiền giải ngân của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hồ Chí Minh gần 11 tỷ 350 triệu đồng, chi trả lương ngừng việc cho hơn 3.000 lượt người lao động. Hiện tại thì chúng tôi đang vướng mắc là 3 đơn vị, cả 3 công ty này đều không có cung cấp được cái thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Thì cũng là phòng dịch cũng kiến nghị là Chính phủ sẽ tháo gỡ để doanh nghiệp có thể tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi này. Tính đến giữa tháng 9 năm nay, hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân được gần 400 tỷ đồng cho 730 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho hơn 100.000 lượt người lao động tại các địa phương trong cả nước. Ngân hàng Nhà nước sẽ cho tái cấp vốn 7.500 tỷ và chúng tôi sẽ căn cứ vào cái bố trí vốn của Ngân hàng Nhà nước. Thì chúng tôi tổ chức thực hiện. Giờ chúng tôi có cái mạng lưới và rộng khắp thì chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ cho khách hàng đủ điều kiện theo cái quyết định của Chính phủ. Sau 2 tuần nộp hồ sơ, hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh Trần Lê Ngọc Hạo, hướng dẫn viên tiếng Anh, đã được nhận số tiền hỗ trợ 3.710.000 đồng từ cuối tháng 8. Ngành du lịch đóng băng suốt 2 năm, bản thân anh Hạo cũng như những đồng nghiệp khác, số tiền phần nào giúp họ trang trải sinh hoạt hàng ngày là nguồn động viên trong thời điểm dịch bệnh ngặt nghèo. Bản thân em thì rất là cảm thấy rất là vui sướng và phấn khởi về cái gói hỗ trợ này. Cái thứ hai nữa là nó rất là nhanh chóng kịp thời, nó đáp ứng được cái mong mỏi của lực lượng lao động hướng dẫn viên tụi em. Nó đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt, vì số tiền tuy là không có nhiều nhưng mà nó một phần khích lệ cái tinh thần để cho anh em cũng cố gắng vượt qua cái mùa dịch bệnh. Và sau này thì cái điều mong muốn của tụi em thì phía Chính phủ vẫn luôn luôn quan tâm tới lực lượng lao động, những cái đại sứ du lịch như tụi em. Bên cạnh những hướng dẫn viên đủ điều kiện nhận hỗ trợ, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng mong muốn các tiêu chí mở rộng hơn nữa để nhiều lao động trong lĩnh vực du lịch có thể tiếp cận được gói hỗ trợ này. Chúng tôi tiếp tục kiến nghị
có thể là linh hoạt hơn ở trong các cái điều kiện mà để các hướng dẫn viên có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Chỉ cần các cái đối tượng là hướng dẫn viên có thẻ du thẻ hướng dẫn viên du lịch còn thời hạn thì sẽ được tiếp cận cái gói hỗ trợ đó. Thống kê từ Sở Du lịch Đà Nẵng, tính đến cuối tháng 9, có hơn 1.300 hướng dẫn viên nhận được tiền hỗ trợ, tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng. Để tiền nhanh chóng đến tay người lao động, ngoài nhận hồ sơ trực tiếp, Sở Du lịch Đà Nẵng còn tạo điều kiện nhận hồ sơ và chuyển khoản tiền hỗ trợ qua hình thức trực tuyến. Không những giải quyết khó khăn cấp bách hiện tại cho lao động du lịch, mà còn là sự khích lệ động viên giúp họ bám nghề, giữ nghề trước làn sóng ồ ạt chuyển đổi sang công việc khác do dịch bệnh. Việc nộp hồ sơ trực tiếp cũng như nộp hồ sơ qua bưu điện thì hiện nay chúng tôi cũng đang tạo điều kiện cho các hướng dẫn viên để có thể nộp hồ sơ trực tuyến và sau đó thì có thể bổ sung cái hồ sơ qua đường bưu điện hoặc là nộp trực tiếp về sở để xác minh. Trên cái tinh thần là chúng tôi cũng tạo điều kiện để mà phối hợp cùng với lại hội hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt là đối với hội hướng dẫn viên du lịch thì các bạn có thể gửi cái phôi thẻ căn cứ theo cái hướng dẫn của Tổng cục Du lịch, căn cứ trên cái quy định của luật lao động để tạo điều kiện tối đa cho các bạn có thể nhận được cái hỗ trợ sớm nhất. Từ khi đại dịch COVID-19 diễn ra, nhiều chính sách hỗ trợ người lao động đã được ban hành. Tuy nhiên, riêng lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và du lịch vốn chịu thiệt hại trực tiếp và nặng nề lại chưa có chính sách hỗ trợ. Theo gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng, có khoảng 2.000 nghệ sĩ tại 100 đơn vị công lập trên cả nước lần đầu tiên nhận được mức hỗ trợ 3.710.000 đồng một người. Với chính sách hỗ trợ lần này giúp tháo gỡ khó khăn cho các nghệ sĩ. Cũng không phải nói là mình bắt nhà nước phải cho mình cái gì, cho mình cái gì. Tại vì hiện nay đất nước mình còn rất nhiều thứ để phải lo. Nhưng mà cái điều là nó có những cách linh hoạt trong việc đầu tư, trong việc hỗ trợ. Thường thường á, mấy anh chị em của em cũng có mấy cái quỹ. Ví dụ như bữa nào mà bạn nào khó khăn á, thì tụi em lấy cái quỹ đó ra để giúp đỡ bạn đó. Thì ở trên mà giúp đỡ tụi em được như vậy thì tụi nào được như vậy thì tụi nào cũng rất là mừng. Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam, số trẻ em phải điều trị cách ly y tế không ngừng tăng lên. Theo báo cáo từ 63 tỉnh, thành phố, đến cuối tháng 8, có trên 11.000 trẻ em mắc COVID-19 được điều trị, hơn 27.000 trẻ em được cách ly y tế. Nghị quyết 68 đã có chính sách hỗ trợ trẻ em là F1, F0. Ngoài hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng một ngày trong thời gian điều trị hoặc cách ly y tế, mỗi em được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng. Có những em bỗng nhiên là rơi vào cái hoàn cảnh đặc biệt bởi vì là các em không được có sự chăm sóc trực tiếp của cha mẹ và những người thân thích. Nguy cơ mà các em gặp phải đó là những cái sang chấn về mặt tâm lý khi mà các em không có cái sự chăm sóc trực tiếp của cha mẹ, của người thân, đặc biệt với những em nhỏ, những em mà 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi thì cần phải có cái sự chăm sóc và hỗ trợ. Cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức xã hội, các tình nguyện viên đã hình thành các mô hình quyên góp sữa, thực phẩm, quần áo, đồ dùng cá nhân, sách, truyện, trao tận tay các em tại các khu vực bị cách ly, phong tỏa. Theo báo cáo nhanh từ 53 tỉnh, thành phố, đến cuối tháng 8, các địa phương đã phê duyệt và chi trả hỗ trợ cho gần 38.000 trẻ em, với tổng kinh phí trên 80 tỷ đồng. Ở đây mỗi ngày thì con được ăn là 5 bữa, 2 bữa chính và 3 bữa phụ ạ. Chiều thì các cô, các chú là phát bánh kẹo với lại sữa. Chúng ta nhìn hình ảnh các cháu bé đi cách ly, rồi những người dân mà đang điều trị F0, rồi cách ly, người ta đang rất khó khăn. Chúng ta thấy ý nghĩa sâu sắc và sự cần thiết của cái việc triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ. Gói 26.000 tỷ đồng gồm 12 chính sách hỗ trợ tập trung vào nhóm người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và một số nhóm đặc thù. Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố có cách làm linh hoạt với gói hỗ trợ đặc thù phù hợp với điều kiện của địa phương. Đây là một trong 8 điểm chi trả gói hỗ trợ thứ 3 của phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân đến nhận tiền, ngoài việc ký nhận vào danh sách thì sẽ được lưu lại hình ảnh để tải lên ứng dụng Safe ID Delivery. Hệ thống sẽ tự động cập nhật để đảm bảo không trùng lắp, không bỏ sót đối tượng đã được duyệt.
Nhờ có sự hỗ trợ công nghệ, chỉ trong 3 ngày, phường 1 đã hoàn tất việc chi trả cho gần 5.000 hồ sơ. Thấy tổ trưởng đưa cái nguyên cái danh sách ra rồi đọc tên rồi mình ghi cái mã số cho từng người của nhà đó đang đi nhận. Thì thấy như vậy là rất rõ ràng, minh bạch. Nếu mà ai sót thì ra lại để làm để lập danh sách tiếp. Đối với cái lần thứ 3 này á thì thực sự là thành phố áp dụng cái công nghệ để mà công khai minh bạch cho người dân thì nó rất là tốt. Có những trường hợp là cái app nó bị nghẽn, do nó bị quá tải thì chúng tôi thực hiện theo cái phương án 2 là chúng tôi chụp lại, chụp hình lại và những cái thông tin của người dân để là sau cuối giờ thì mỗi tổ công tác các bạn sẽ có trách nhiệm nhập lại. Với ứng dụng Safe ID Delivery, mỗi xã, phường, thị trấn sẽ được cấp một tài khoản để quản trị do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp phường, xã, thị trấn phụ trách theo dõi chỉ đạo. Còn mỗi quận, huyện, thành phố Thủ Đức có 2 tài khoản quản trị cấp cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội để theo dõi tiến độ chi trả. Đến nay đã cơ bản chi trả xong gói hỗ trợ đợt 3 cho hơn 7,3 triệu người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 7.300 tỷ đồng. Như đề nghị những đơn vị địa phương còn tồn tại những cái mặt thiếu sót thì chúng ta sẽ kịp thời điều chỉnh và có cả hội đồng để xét duyệt để từ đó việc hỗ trợ cho người dân phải đúng đối tượng và chia sẻ đối với những trường hợp thật sự khó khăn. Chi là chia theo tổ, tổ dân phố, tổ nhân dân và trong cái tổ dân phố, tổ nhân dân đó là có tổ trưởng và có đồng chí cảnh sát khu vực để kiểm tra xem coi đúng rồi thực sự thế nào rồi chuyển cho cô bác cái đó. Như vậy là cái chi trả ở các địa phương đó là diễn ra một cách rất là thuận lợi. Để mở rộng hơn nữa diện bao phủ, mới đây Chính phủ đã ban hành nghị quyết 126 bổ sung thêm các nhóm người lao động gặp khó khăn được hỗ trợ tiền mặt. Theo đó, mở rộng đến nhóm lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, chấm dứt hợp đồng lao động, hộ kinh doanh sản xuất nông lâm ngư nghiệp, làm muối, những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp, không phải đăng ký hộ kinh doanh, phải dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Nhóm những người cao tuổi và người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng là F0, F1. Ngoài ra, Nghị quyết 126 còn nới lỏng điều kiện cho người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất với lãi suất 0%, nới lỏng điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người sử dụng lao động. Gói hỗ trợ 26.000 tỷ, thì đến nay, đến ngày 1 tháng 10, chúng ta đã hỗ trợ được trên cả nước là 15,3 ngàn tỷ đồng. Với tổng số là 18,32 triệu đối tượng. Và trong đấy riêng đối với chính sách hỗ trợ được bằng tiền mặt là gần được 10.000 tỷ đồng tính đến ngày 1 tháng 10. Còn chính sách bằng cho vay vốn để hỗ trợ người lao động bị ngừng việc cũng như là vay vốn để phục hồi sản xuất, chúng ta đã hỗ trợ được 461,1 tỷ đồng. Để tiền hỗ trợ sớm đến tay người thụ hưởng, các chính sách hỗ trợ của gói 26.000 tỷ đồng đã được rút ngắn tối đa về thời gian giải quyết các thủ tục so với gói 62.000 tỷ đồng trước đó. Tiêu biểu như chính sách cho doanh nghiệp vay vốn, giảm thời gian làm thủ tục từ 40 ngày xuống còn 7 ngày. Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất giảm từ 25 ngày xuống 5 ngày. Một số ngành giải quyết thủ tục hồ sơ chỉ trong ngày, doanh nghiệp và người lao động không phải làm hồ sơ bởi đã có sẵn dữ liệu. Quy mô gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng chỉ bằng khoảng 1/3 so với gói hỗ trợ trước đó. Nhưng với cơ chế giải ngân nhanh, minh bạch, tiền hỗ trợ sớm đến với những người khó khăn, động viên, khích lệ, hỗ trợ kịp thời người lao động và doanh nghiệp trong đại dịch.